Hôm nay chúng tôi sử dụng máy sát gạo hai chức năng UN640 để nắm bắp bể. Sử dụng máy sát gạo nắm bắp bể cực kỳ đơn giản và hiệu quả nha bà con. Dù là bắp xấu hay là bắp mối mọt chúng ta bỏ vào thì máy sẽ bóc hết cái phần vỏ nụa và sàng hết cám bụi bặm ra. Sau đó sẽ cho chúng ta được những hạt bắp bể cực đẹp và có thể điều chỉnh được bắp bể lớn hay nhỏ theo nhu cầu sử dụng của mình. Dòng này thì giảm tiêu hao nguyên liệu cực tốt trên thị trường. Bà con có thể nhìn thực tế. Tiếp theo chúng tôi sẽ sử dụng chức năng là sát xay lúa ra thành gạo ăn. Chức năng xay sát lúa gạo cực đỉnh, bóc sạch hết tất cả các tấm chấu và không sót hạt lúa ở trong gạo. Bà con có thể nhìn thấy là gạo rất sạch đẹp và không bị vỡ, tỷ lệ vỡ rất thấp. Và cuối cùng là chức năng nghiền. Máy có thể nghiền được các loại hạt ngũ cốc, ngô, lúa hay là đậu đỗ ra thành dạng cám để làm thức ăn cho gia súc gia cầm. Đây là nguyên liệu thành phẩm sau khi nghiền từ vỏ trấu của máy sắt gạo ra. Bà con thấy rất là mịn, có thể làm thức ăn cho gia cầm được. Nguyên liệu từ trấu nha.